Sorry. Tụi em đuổi tới lên. Lại nào, mà tới rồi, đúng rồi, một pha chúng tôi. Ok, good. Chữ các bạn cái này là hay. Cứ làm đi tập bây giờ má 10 suất cũng được tối à. 10 suất cũng được tối à. Nani? Nằm lên vai để nằm vai đưa các bạn qua đây đứng là nước tao kia là tự tư. Cái tay dùng tính cái này. Như cái tay là chứ nhờ. Cái tay ba cái nữa cười nữa rồi đó. Ôi cái nó cả hả? À cái là đó là biết không? Rồi đi máy qua đây. Ngày đó anh tính ra Hà Nội thăm buồn cũ hả? Cung nè, cung nè, cung nè, cung nè, cung nè này. Hút chưa luôn? Hút rồi. Nào, nào cái chân em đưa lại cái chân qua đây xíu nè. Đúng rồi, giữ tiếng anh cái nào. Thẳng cái đầu đi chứ giờ. Đúng rồi, đúng rồi, ok. Rồi mình đừng có đè cái ngực của trời ngọc hết nữa. Đá mặt qua đây chứ nào, sao mặt đúng rồi, ok hả? Tiếp chui vô tới mấy ảnh. Đúng người này phía trước bây giờ. Một hai ba trận nghĩa là cười tới dừng với nhau. Thằng ai nó chạy á. Chú rẽ qua này, nè. Chú rẽ chạy trước, chạy vung tay thoải mái đi chú rẽ. Với nhau là cười tới, đứng ra. Cười tới miệng, cười tới nào. Cả đi cái lớp mới có mà chị Hạnh giết em luôn. Đó đẹp. Đi em vòng tám vào về. Rẽ luôn cho nào, rẽ luôn nào. Bây giờ là trận cuối rồi thì có cảm nghĩ gì không? Sau một ngày mà bị hành hai ngày hành, sau 2 ngày bị hành xác có cảm nghĩ gì không? Mình cảm thấy rất hy vọng, kết thúc cái buổi chụp này để mình ngủ, mình rất buồn ngủ như thế thôi, hy vọng cô dâu bớt ăn hết tiền. Chia sẻ clip này lên rộng rãi nha.